Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau. Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung cảnh giác về các bạn á, những ham mua những món đồ rẻ đó các bạn. Tôi vẫn nhấn mạnh cái câu này thường xuyên, đó là đồ mắc chưa chắc đã tốt, đồ rẻ chắc chắn nó không ra gì rồi. Cụ thể hôm nay nội dung như thế này: quạt cầm tay mà chị em vẫn hay cầm á, dùng mà để đưa trước mặt để cho mát á, để tránh bị ra mồ hôi mà đi mà cái làn mắc cúp của mình á. Cụ thể hôm nay đã phát nổ khi đang dùng, hậu quả từ việc ham rẻ và dùng hàng không rõ nguồn gốc. Chiếc quạt cầm tay vừa được sạc hơn khoảng 30 phút thì phát tiếng nổ rất lớn, sau đó là cánh chiếc quạt bị cháy đen và pin nổ tơi bời. Quạt mini cầm tay là sản phẩm vô cùng tiện lợi và hữu ích vào những ngày thời tiết nắng nóng như bây giờ, nhất là với các gia đình có trẻ con nhỏ, lúc đưa con ra ngoài khi thời tiết oi bức hoặc đề phòng những lúc bị mất điện. Hầu như gia đình nào cũng có sắm cho mình một cái quạt cầm tay để sạc sử dụng mọi lúc mọi nơi, vô cùng tiện nghi. Tuy nhiên mới đây, chị Lê Hằng đang sống tại Hà Đông, Hà Nội đã lên tiếng cảnh báo các bố mẹ sau khi chiếc quạt cầm tay của mình sử dụng bị phát nổ dữ dội. Chị Hằng kể, buổi tối chị cắm sạc cho chiếc quạt cầm tay mới được khoảng 30 phút rồi đi ngủ thì xảy ra tiếng nổ lớn, nghe một cái đùng, sau đó là cảnh tan hoang, tan bành, tè le hết. Chị chụp lại, pin của chiếc quạt phát nổ cháy đen xì lì, mùi khét lẹt. Thật sự kinh hoàng, đến giờ hồn vía vẫn còn trên mây, chưa thể quay về đây được. May mà lúc ấy chị còn thức và kịp thời tắt điện, nếu không, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Được biết, chiếc quạt cầm tay này chị Hằng mới mua cho con được 2-3 hôm ở một cửa hàng tạp hóa gần nhà với giá 70.000 đồng lận các bạn. Mình thấy quạt cầm tay rất tiện dụng, nhiều người mua cho con mang đi đến lớp học để phòng khi mất điện. Mấy hôm vừa rồi trời nóng quá, giờ cao điểm ở trường con hay bị mất điện suốt à. Con mình về kêu than nực, mẹ ơi con nực quá. Mình cũng chủ quan không tìm hiểu tham khảo, cứ tiện là mua thôi, không biết rằng quạt sạc cầm tay cho trẻ cũng có nhiều loại khác nhau, giá cả cũng chênh lệch. Thật sự mình cũng không ham mua đồ dùng rẻ tiền đâu, không an toàn mà chỉ do không tìm hiểu, chứ thôi 70.000 hoặc là 140 thì có đáng là bao so với tính mạng và sức khỏe của con mình. Sau khi chứng kiến chiếc quạt cầm tay của con phát nổ cháy đen xì lì, chị Hằng khuyến cáo các bố mẹ nên tìm hiểu kỹ trước khi mua quạt sạc cho con. Không nên ham rẻ mà hãy mua những sản phẩm chất lượng cao, nhiều khi đồ dởm nhưng nó vẫn bán chất lượng cao mà chúng ta vẫn mua các bạn. Như vậy các bạn hãy mua những nơi uy tín. Uy tín là đâu? Điện máy Nguyễn Kim đó, siêu thị điện máy Chợ Lớn, hay là những cái uy tín nhiều người mà cứ tràn lan mà trải điểm bán ở ngoài đường á, nhiều khi chúng ta mua coi chừng tiền mất tật mang các bạn. Và đây là lưu ý khi sử dụng quạt mini cầm tay an toàn cho trẻ: sản phẩm có chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hiện trên thị trường bán rất nhiều loại quạt mini cầm tay sạc điện với giá trên lệch lắc cao, có thể 20.000 cũng có, 30.000 cũng có, các bạn nghĩ không? 20.000 mà vẫn có một cái quạt sạc thì các bạn nghĩ nó sử dụng như thế nào? Không nên mà vừa dùng vừa sạc nha các bạn, cũng giống như điện thoại thôi, vừa sử dụng vừa sạc điện rất nguy hiểm cho trẻ em. Có thể là điện mà nó lưu thông không đều á, nó bị dội ngược lại kích là sẽ nổ ngay. Không để trẻ em, nhất là trẻ dưới 2 tuổi nghịch quạt này, vì cánh quạt cũng có thể rất nguy hiểm. Rồi, cảm ơn các bạn. Qua đây tôi xin nhấn mạnh lại một câu nữa, đó là đồ mắc chưa chắc đã tốt, đồ rẻ thì chắc chắn không ra cái gì rồi. Vì vậy, khi các bạn mua thì các bạn nên mua những nơi uy tín. Còn các bạn muốn ở nơi nào uy tín thì cứ comment vào phòng bên dưới đi, tôi sẽ chỉ cho nơi uy tín, bảo đảm không có lấy hoa hồng hay tiền cọ đâu các bạn. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn. We'll be right back.